Khi các dự án nước sạch được đồng loạt triển khai, cũng là khi người dân được hưởng lợi. Khi mà thực hiện xã hội hóa nước sạch, các doanh nghiệp vào đầu tư ồ ạt, dẫn đến là cái việc được sử dụng tiếp cận nước sạch của người dân rất là nhanh. Xã hội hóa nước sạch nông thôn, chủ trương đúng nhưng thực hiện cần công khai minh bạch. Nếu minh bạch thì thấp nhất các ông phải có những cái tổ chức cuộc họp với khu dân để cho phổ biến cho chúng tôi hiểu, chúng tôi thông thì chúng tôi không ai này. Có những hộ là 3 triệu 1, hộ thì 3 triệu 2. Người ta không giải thích là lý do thu cái số tiền đi vào việc gì. Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này thì nhu cầu sử dụng nước sạch tất yếu cũng tăng. Để phủ được nước sạch thì không chỉ cần nguồn vốn đầu tư công mà còn cần cả có sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp. Xã hội hóa nước sạch, nhất là ở khu vực nông thôn, vì thế là một chủ trương đúng đắn, vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh và đem lại những hiệu quả thiết thực cho người dân. Mong muốn được sử dụng nước sạch với chị Tuyền ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên giờ đã trở thành hiện thực. Dù mỗi tháng gia đình chị mất thêm trên dưới 200.000 đồng tiền chi phí nước sạch, nhưng đổi lại, khoản tiền đó đã mang đến sự yên tâm hơn cho cả gia đình. Vì không phải dùng đến nước giếng khoan để ăn uống sinh hoạt như trước nữa. Đầu tiên là dùng cái lúc giếng khoan thì là nó cứ han, nó rỉ các cái dụng cụ của trong nhà tắm hay nhà vệ sinh, như là mới dùng cái này được 6 tháng nay thì nó còn đỡ, nó không bị ố. Trong bối cảnh nguồn nước ngầm có biểu hiện ngày càng ô nhiễm thì nước sạch lại càng cần thiết với các hộ dân hơn bao giờ hết. Đáp ứng nhu cầu đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 42 nhà máy nước sạch hoạt động. Được miễn tiền thuê đất hàng năm cùng nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh, qua 6 năm kể từ thời điểm xây dựng đến nay, nhà máy nước sạch này từng bước mở rộng quy mô, gia tăng công suất thiết kế để cấp nước cho người dân. Hiện tại cái công suất sử dụng của chúng tôi đang đạt khoảng 80% công suất và tỷ lệ tham gia hưởng ứng bà con dân có trên 25.000 hộ gia đình trên địa bàn của 20 xã phường thuộc 3 huyện sử dụng nước sạch. Cách đây khoảng 10 năm, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư nước sạch nông thôn, tỉnh Hưng Yên đã quyết định kêu gọi sự vào cuộc của các doanh nghiệp cũng như sự tham gia đóng góp của người dân. Kết quả đến nay, gần như mạng lưới đường ống nước sạch đã phủ kín gần 100% khu dân cư trên địa bàn. Trong vòng 17 năm thực hiện cái chương trình mục tiêu cũng không nhanh bằng 5 năm khi mà thực hiện xã hội hóa nước sạch, các doanh nghiệp vào đầu tư ồ ạt, dẫn đến là cái việc được sử dụng tiếp cận nước sạch của người dân rất là nhanh. Đến thời điểm này thì tỉnh Hưng Yên đã có trên 75% người dân đã sử dụng nước sạch. Tại nhiều địa phương khác như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, việc xã hội hóa công tác đầu tư nước sạch đã đẩy nhanh quá trình đưa nước sạch về nông thôn. Vâng, không thể phủ nhận hiệu quả tích cực mang lại từ việc triển khai xã hội hóa nước sạch nông thôn. Nhưng mà thời gian vừa qua cũng tại nhiều địa phương, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn thắc mắc, cho rằng chủ đầu tư chưa minh bạch rõ ràng trong quá trình thu chi liên quan đến khoản tiền thỏa thuận lắp đặt đấu nối đồng hồ đo nước, nên vô hình chung trở thành rào cản đối với việc sử dụng và tiếp cận nước sạch của người dân. Thực tế là tại các địa phương thì chủ đầu tư dự án nước sạch đã triển khai nhiều hình thức thỏa thuận với người dân. Về cơ bản thì sẽ có 3 cách như thế này. Cách đầu tiên đó là doanh nghiệp hoàn trả lại dần tiền cho người dân bằng cách khấu trừ vào giá nước. Cách thứ hai, căn cứ vào số tiền người dân đóng góp thì doanh nghiệp sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt giảm giá nước bán ra, hoặc là trả lợi tức, lợi nhuận cho người dân từ số tiền đóng góp nếu doanh nghiệp này làm ăn có lãi. Như vậy là theo chính sách của việc huy động đóng tiền này thì người dân sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đi kèm. Nhưng mà quan trọng nhất đó là quá trình triển khai thu tiền, mọi thông tin được công khai, minh bạch đến đâu và như thế nào. Để được sử dụng nước sạch, ông Bộ ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã phải nộp 3,1 triệu đồng theo phát giá của công ty cổ phần cấp nước Phú Hưng. Công ty điện nước người ta bảo là nộp 3 triệu mốt vào đây thì người ta mới đến lắp cho. Thì tôi chỉ biết là nộp 3 triệu mốt vào thì là người ta đến lắp. Có những hộ là 3 triệu mốt, hộ thì 3 triệu 2. Người ta không giải thích là lý do thu cái số tiền đi vào việc gì. Có những địa phương thì lại được khấu trừ vào tiền sử dụng nước hàng tháng. Nhưng ở đây là hoàn toàn số tiền đấy thu coi như là xong, không được khấu trừ mà không được có một lời giải thích làm sao cho người dân người ta hiểu. Theo tìm hiểu, số tiền 3,1 triệu đồng mà công ty nước sạch thu của mỗi hộ dân là tiền để lắp đặt một cụm đồng hồ đo nước. Số tiền này được doanh nghiệp khẳng định là đã thỏa thuận với người dân. Điều đáng nói, theo phản ánh, khi đóng tiền lắp đặt cụm đồng hồ đo nước,
phía doanh nghiệp lại không xuất hóa đơn tài chính mà chỉ có những tờ phiếu thu như thế này. Nước sạch là thứ mà hộ dân nào cũng mong muốn được sử dụng. Thế nhưng, theo nhiều người dân ở đây, thì việc thu tiền cho một cụm đồng hồ đo nước của công ty nước sạch thì chưa được minh bạch và rõ ràng. Thế nên, dù đường ống nước đã được thiết kế đến sát chân tường của các hộ dân, nhưng mà nhiều người thì vẫn chưa mặn mà để mà sử dụng. Nếu minh bạch thì thấp nhất các ông phải có những cái tổ chức cuộc họp với khu dân để cho phổ biến cho chúng tôi hiểu, chúng tôi thông. Thì chúng tôi bỏ đồng tiền ra, chúng tôi nộp những cái khoản tiền này nó là khoản tiền gì thì chúng tôi không ai này. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, từ tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy định về giá bán nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó, nếu người dân đầu tư và đấu nối cùng đồng hồ thì giá nước sẽ rẻ hơn 1.800 đồng một mét khối. Để các doanh nghiệp tham khảo áp dụng, địa phương này cũng ban hành định mức dự toán lắp đặt một cụm đồng hồ đo nước với 19 hạng mục chi phí khác nhau. Tuy nhiên, trong biên bản nghiệm thu khối lượng công việc để thu tiền lắp đặt đồng hồ cho người dân, phía công ty nước sạch Phú Hưng lại chỉ kê khai công việc, vật liệu và số lượng chung chung mà không hề ghi đơn giá tiền đối với bất kỳ một hạng mục chi phí nào. Trong cái khoản phí đấu nối cụm đồng hồ đo nước thì bao gồm toàn bộ những cái chi phí vật tư và chi phí nhân công hoàn trả mặt bằng. Thực ra là cái việc xây dựng cái chi phí cụm đồng hồ này là xây dựng cái chi phí điển hình, nên là không tránh khỏi đối với một vài hộ là người ta sẽ chưa hiểu biết ấy, thì người ta sẽ nghĩ là cái chi phí này nó sẽ là cao. Nhưng mà trong đó là cũng có sự bù trừ. Đối với doanh nghiệp Phú Hưng này thì họ đã áp dụng cái định mức 65 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên là đối với cái việc đơn giá của các cái vật tư thì các cơ quan nhà nước chưa thẩm định và phê duyệt. Đối với các cái cơ quan thuế họ sẽ kiểm soát hàng năm. Nhưng còn các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng chưa thẩm định. Trả lời phóng viên, một đồng hồ đo nước đã lắp đặt như thế này được công ty nước sạch Phú Hưng thông tin có giá hơn 600.000 đồng. Tuy nhiên, một đồng hồ đo nước cùng chủng loại đang được các đầu mối kinh doanh trên thị trường báo giá chỉ khoảng từ 350.000 đồng đến 490.000 đồng một chiếc, tức là rẻ hơn nhiều so với mức giá công ty nước sạch thu của người dân. Cũng tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, một doanh nghiệp khác đã thu tiền lắp đặt đồng hồ đo nước, nhưng mức thu còn cao hơn 3,5 triệu đồng một hộ. Theo hóa đơn thì giá cho một cụm đồng hồ được công ty nước sạch Ngọc Tuấn kê khai là hơn 1,8 triệu đồng một chiếc, trong khi một cụm đồng hồ đo nước cùng chủng loại đã được kiểm định, giá chỉ dao động ở mức 600 đến 700.000 đồng một chiếc. Đối với một số các cái hộ, nhất là những hộ nghèo, điều kiện kinh tế còn khó khăn ở nông thôn, thì cái việc bỏ ra tầm 3 triệu hoặc hơn để đấu nối ngay ban đầu thì cũng là một cái rào cản để người dân sử dụng nước. Thế thì về cái lĩnh vực này thì sở cũng đã báo cáo ban tỉnh và đề nghị là cũng xem xét nghiên cứu xây dựng cái chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, điều kiện khó khăn về kinh tế ở nông thôn trong cái việc đấu nối sử dụng nước ban đầu. Hiện mạng lưới đường ống nước sạch đã phủ kín toàn bộ địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhưng vẫn còn tỷ lệ 30% các hộ dân chưa mặn mà sử dụng. Hiện nay, việc thu tiền lắp đặt đấu nối sử dụng đồng hồ nước diễn ra tại nhiều dự án cung cấp nước sạch ở các địa phương trong cả nước. Mỗi nơi cũng đang triển khai thu một mức giá khác nhau và cũng gặp không ít những ý kiến thắc mắc. Như tại địa bàn của huyện Mê Linh thì công ty cổ phần nước sạch Mê Linh đã triển khai thu của người dân số tiền là 3,5 triệu đồng. Trước đó, tại một số xã Quảng Yên, Quảng Văn thuộc huyện Quảng Xương, từ cuối năm 2019 đến nay, nếu hộ nào sử dụng nước sạch thì phải đóng 5 triệu đồng. Một số nơi khác thuộc huyện Hà Trung, công ty nước sạch còn phát giá khoảng 6 triệu đồng. Có nhiều lý do để các doanh nghiệp có thể lý giải cho sự chênh lệch về khoản tiền thu của người dân khi mà triển khai nước sạch trên địa hình, như là về địa hình này, vị trí khu dân cư với nhà máy cấp nước hoặc là vốn đầu tư, phương án giữa các dự án khác nhau. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì việc triển khai, huy động sự tham gia đóng góp trong việc lắp đặt đồng hồ đo nước cần đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định thì mới tạo được sự đồng thuận của người dân. Vâng, hiện chưa có con số thống kê cụ thể về số lượng các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực cấp nước sạch, nhưng mà thực tế cho thấy rằng là vẫn còn một số hạn chế, thách thức liên quan đến công nghệ, năng lực, chi phí đầu tư lớn, và đặc biệt đó là quy trình xử lý nước sạch của nhiều cơ sở cung cấp nước vẫn còn hạn chế.
câu chuyện dở khóc dở cười tái diễn dai dẳng nhiều năm qua tại địa bàn của xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình, khi mà người dân bỏ tiền ra mua nước sạch nhưng lại nhận về thứ nước nhiễm mặn, sẽ thay cho lời kết của tiêu điểm ngày hôm nay. Nhìn dòng nước trong veo này, có lẽ chẳng ai dám nghi ngờ về chất lượng nước sạch mà công ty trên địa bàn xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy cung cấp. Nhưng theo phản ánh của người dân, nước sạch ở đây thường xuyên bị nhiễm mặn. Họ lo ngại nếu sử dụng lâu dài có thể sẽ gây suy đa tạng và các bệnh về da. Nói chung là vừa mặn mà có nghĩa là nó bị nhớt nhớt. Thế không hiểu là nước nó họ lấy từ ở đâu. Nó không xứng đáng cái đồng tiền của mình bỏ ra. Nó không xứng đáng. Đúng thực tế là như thế. Một số người dân thì nói với chúng tôi rằng khi mà luộc rau hay là nấu canh thì không cần phải cho thêm gia vị nữa vì nước sạch ở đây đã mặn rồi. Nói vui thì là như vậy thôi. Nhưng thời gian gần đây người dân đã không còn sử dụng nước sạch để mà ăn uống nữa. Nếu như mà nấu cơm thì không ăn được, mà luộc rau mới để xào rau, mà nếu như mà con cái ở xa về mà nạ nấu mà cho mắm muối thì coi không ăn được. Vốn là trạm cấp nước của xã Thụy Quỳnh, được đầu tư xây dựng từ năm 2009. Đến năm 2015, công trình này được chuyển giao cho một doanh nghiệp tư nhân quản lý khai thác sử dụng và bán nước cho người dân. Theo báo cáo của phía xã, dù công ty đã nhiều lần cải tạo, nâng cấp một số hạng mục liên quan đến hệ thống đường ống, hệ thống xử lý nước, nhưng chất lượng nước thường xuyên bị nhiễm mặn và không đảm bảo yêu cầu. Nước này để dùng để rửa ráy và lau nền nhà thôi, chứ còn ăn không dám ăn. Như vậy thôi. Nước này nó phải dùng đấy là nó mặn nó không dùng được. Tất cả các đồ thì hạn hết ngày vừa mới thay xong, để hạn hết nước người khác đây hạn sạch đi. Vàng ươm hết cái này mới nay mới thay lọ này, còn giờ phải thay vòi nhựa chứ vòi sen nóc kia là không được hạn hết. Bỏ tiền 6.300 đồng để mua 1 mét khối nước sạch, nhưng nhận về thứ nước chẳng sử dụng ăn uống được. Nên nước sạch giờ còn là nỗi sợ của người dân trong vùng. Rất nhiều biên bản, báo cáo từ các cuộc họp liên ngành liên quan đến tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân xã Thụy Quỳnh lưu lại qua các năm. Nhưng tình hình có vẻ như vẫn dậm chân tại chỗ, vì trạm cấp nước của xã sử dụng nguồn nước mặt sông Hóa để xử lý, trong khi nguồn nước này thường xuyên bị nhiễm mặn, nhiễm lợ kéo dài qua các năm. Thực tế cái niêm mạc chất lượng nước thì khi về giám định nước thì nó đã không vấn đề gì. Nhưng sau thời điểm ấy bắt đầu nó lại bị. Chứ không phải là cả năm 12 tháng là mặn cả. Như hiện nay thì sao? Hiện nay thì lại ngon thôi. Chúng tôi không ăn nước đấy được. Bởi vì là nay nó mặn, mai nó không mặn. Khó biết lắm. Đến khi mới mở nó biết nó mặn, Tốt nhất không ăn nữa. Cái vấn đề nước sạch từ Quỳnh mà không giải quyết kịp thời thì từ đó nó gây cái bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị địa phương. Nếu không giải quyết vấn đề này được thì cái vấn đề về xây dựng nông thôn mới thì nhân dân sẽ nhất quát là sẽ không ủng hộ. Trước thực tế như vậy, để tiết kiệm chi phí mua nước đóng bình, trường mầm non xã Thụy Quỳnh bố trí thêm một hệ thống máy lọc như thế này để sử dụng nguồn nước sạch từ công trình trên địa bàn cho các cháu ăn uống sinh hoạt. Chẳng biết chất lượng nước sau lọc đạt chuẩn đến mức độ nào, nhưng tâm lý chung thì ai cũng nghĩ thêm một hệ thống lọc thì cũng đồng nghĩa sẽ có thêm sự yên tâm hơn. Trong khi giờ nhiều hộ dân trong xã lại lựa chọn cách khác, bỏ hẳn nước sạch và chuyển sang dùng nước mưa dự trữ để ăn uống hàng ngày.